Màn hình điện thoại vừa hiển thị một thông tin phản ánh từ người dân. Ngay lập tức, thành viên đội trật tự đô thị quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường. Không mất nhiều thời gian, không phải tranh cãi với hộ dân lấn chiếm vỉa hè vì đã có hình ảnh và thời gian thể hiện vi phạm rõ ràng trên ứng dụng. Người vi phạm tự giác khắc phục, còn các hộ kinh doanh khác cũng lấy đó làm bài học. Làm như vậy thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với những hình thức bình thường mà cho người đi tới lấy đồ hay này kia. Làm được như vậy thì người dân nó cũng gọn gàng, vỉa hè nó sạch sẽ thì cái đó là cũng là đúng. Với diện tích lớn thứ hai trong số các quận nội thành, lại là trung tâm buôn bán sầm uất, Bình Thạnh đã tránh được tình trạng bắt cóc bỏ dĩa trong dọn dẹp trật tự vỉa hè cũng nhờ vào biện pháp huy động sức dân này. Qua phần mềm Bình Thạnh trực tuyến thì người dân ý thức hơn cái việc vi phạm của mình. Thì bây giờ họ không cần là có người xuống lập biên bản nữa, mà họ chỉ cần thấy có một người nào đó đi ngang chụp hình là họ biết họ vi phạm và họ đã tự chấn chỉnh cái hành vi vi phạm của họ. Sau Bình Thạnh, hàng loạt các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát triển loại ứng dụng này, bởi cho dù có đông đảo đến đâu, lực lượng trật tự đô thị cũng không thể có được thông tin nhanh chóng và toàn diện như khi có sự giúp sức của cộng đồng. Mặt khác, người dân vừa phản ánh lại vừa biết được vụ việc đã được giải quyết đến đâu thì chuyện không công bằng sẽ không có chỗ để tồn tại. Minh bạch cũng chính là yêu cầu và đích đến hàng đầu của cải cách thủ tục hành chính.